Phẫn độ ảnh cáo phó giả Phi Nhung, Việt Hương quỵ bên Linh Cửu. Kể từ khi Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 tới nay, trên mạng xã hội lan truyền không ít tin đồn về nữ ca sĩ. Trong đó, không dưới 2 lần Phi Nhung bị đồn qua đời. Phía giọng ca trữ tình phải lên tiếng đính chính, trở ngàn dư luận. Cho tới mới đây, một kênh YouTube tiếp tục gây phẫn nộ khi báo tin Phi Nhung qua đời với tiêu đề không thể sốc hơn. Việt Hương ngã quỵ bên Linh Cửu ca sĩ Phi Nhung sáng nay. Trong clip, thậm chí xuất hiện hình ảnh cáo phó Phi Nhung như thật, một số hình ảnh nhợt nhạt của Việt Hương cũng bị cắt ghép cho giống với không gian tang lễ. Hành động câu view của kênh YouTube này đáng lên án, hiện có hơn 700.000 người xem clip và không ít bị hoang mang và hiểu lầm. Khi được dân mạng báo tin kênh YouTube loan tin giả, chồng nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hoài Phương cũng tỏ thái độ khó chịu. Anh nhắn nhủ mọi người, đừng xem và đừng tin những kênh YouTube này. Ngày 27 tháng 8, quản lý Phi Nhung xác nhận nữ ca sĩ dương tính với COVID-19, được chăm sóc y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Gia An 115. Theo tiết lộ của con gái ruột Phi Nhung từ Mỹ, nữ ca sĩ nhiễm COVID-19 nặng, không thở được, cần đến máy trợ thở và phải lọc máu. Ở thời điểm hiện tại, sức khỏe Phi Nhung đã có những chuyển biến tốt khi được các y bác sĩ cứu chữa tận tình, khiến người hâm mộ cảm thấy an tâm phần nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.